Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tuổi Giáp Tuất 1994. Làm thế nào để người tuổi Giáp Tuất có vận tốt hơn? Biết trước tương lai để tránh vận hạn, hay dùng phong thủy để gia tăng vận may? Các bạn có thể ứng dụng phong thủy để có vận tốt hơn và tu tâm dưỡng tánh để tăng thêm phước đức. Không nên mưu cầu biết về tương lai của mình. Tương lai. Mọi người thường thích biết về tương lai của mình. Riêng Khải Toàn có một góc nhìn rất khác. Đã luận hơn cả ngàn lá số, chủ yếu hướng dẫn cách thay đổi vận trình để cho bản thân tốt hơn thông qua phong thủy và con đường tu tập. Tu tập là chỉnh sửa bản thân mình. Hạn chế nói về tương lai vì người quá mưu cầu biết về vận mệnh, muốn biết về tương lai của mình là người không sống với hiện tại. Nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, không nên xem video này. Luận mệnh kỹ cần rất nhiều thông tin hợp thành. Thực tế cho thấy người thiếu kiên nhẫn khó lòng thành công trong cuộc sống. Video này đề cập 4 phần chính. 1 là tính cách và tình cảm. 2 tra đơn giản theo niên mệnh. 3 tra chi tiết theo 12 tháng sinh. Cuối cùng kết luận và cải vận. Vận của mỗi người phụ thuộc vào lá số riêng, ảnh hưởng bởi phong thủy ngôi nhà đang sống và những người thân bên cạnh. Giáp Tuất thuộc sơn đầu hỏa, hộ mệnh là vị Phật A Di Đà. Thiên can giáp thuộc mộc, địa chi Tuất thuộc thổ hỏa. Đây là xem theo niên mệnh. Nếu xem theo bát tự tứ trụ, bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị về bản thân. Xét theo năm sinh, ta có tầm 40% mức độ chính xác. Xét thêm tháng sinh, gia tăng thêm 40% nữa. Ví dụ người tuổi Tuất cơ bản nóng tính, trầm tính, có khiếu kinh doanh, xem trọng gia đình và có phần hơi lo xa. Nếu sinh vào tháng Dậu sẽ cố chấp cao độ, họ luôn muốn thắng trong những cuộc tranh luận. Vì thế nếu xét một lá số cần cả năm tháng ngày giờ sinh và cả giới tính. Khải Toàn sẽ tóm tắt người tuổi Giáp Tuất: thông minh, kiên trì, ham mê công việc, xem trọng gia đình, háo thắng ngầm, ra đời bươn chải khá sớm, phù hợp nhiều ngành nghề. Tuất thổ là một trong tứ khố, thường đại diện cho đất đai, nhà cửa. Bản tính của Tuất lầm lì, ai sinh vào các tháng thìn, tuất, sửu, mùi, lá số thổ dày là nhóm người có lòng nhân ái lẫn lo xa. Tình cảm của người tuổi Giáp Tuất không nồng cháy, khá nhẹ nhàng nhưng lại bền lâu. Họ thể hiện tình yêu một cách lặng lẽ, không vồ vập, không cuồng si. Cả nam và nữ tuổi Giáp Tuất đa phần chú trọng gia đình, xem trọng gia đình. Gia đình là tất cả đối với họ. Vì thế đôi khi họ bên vực người thân một cách thái quá. Tuổi Giáp Tuất là những người ham mê công việc, làm việc không nghỉ ngơi, không mệt mỏi. Nói về sự cầu tiến trong công việc thì người tuổi Tuất nói chung là số 1 đứng đầu trong 12 tiêu sinh. Đa phần họ có máu kinh doanh, thích làm ăn buôn bán. Họ là những người có máu liều so với những mệnh khác, nhất là những người sinh mệnh ngày thiên can thuộc tính dương. Các bạn có thể nhìn vào hình minh họa. Nói chung, họ là những người đam mê công việc, mong muốn đạt được thành tựu, mong muốn thành tựu nhiều hơn, hơn là tiền tài. Thông thường người tuổi Giáp Tuất ra đời bươn chải khá sớm, đó là cơ duyên tốt với họ. Vì đến khi trưởng thành, họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Sự điềm tĩnh, giảm tính háo thắng là chìa khóa đầu tiên giúp người tuổi Giáp Tuất khai vận. Chi tiết hơn mời các bạn xem thêm ở phần sau. Sau khi xem đúng tháng sinh của mình trong video này, khi biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành,
từ màu sắc, động vật, hình dạng, ăn uống, ngành nghề để tham khảo và ứng dụng. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần. Nội dung video này cập nhật từng tháng sinh và đề cập đến mệnh ngày sinh. Bát tự tứ trụ xét theo 4 cột: cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi, như hình minh họa này. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra màu sắc để ứng dụng cho trang sức ngành nghề phù hợp cho tuổi Giáp Tuất. Cách thứ nhất, xét đơn giản, ta xét theo niên mệnh. Giáp Tuất thuộc sơn đầu hỏa, xét theo kiểu này mức độ chính xác không cao. Mệnh hỏa thường dùng màu đỏ, tím, vàng, hồng là hỏa, trang sức đá quý màu đỏ, diễn viên giải trí thuộc ngành hỏa, ngành điện cũng là hỏa. Giờ thần tức là giờ tốt của hỏa là giờ Tỵ Ngọ vào buổi trưa. Ngoài ra mệnh hỏa có thể dùng thêm mộc như màu xanh lá, kinh doanh, quần áo, giày dép, những thứ làm từ cây cối. Ngành nội thất cũng là mộc. Tam hợp với Tuất ta có Dần Ngọ Tuất hoặc là Thân Dậu Tuất. Tứ xung ta có Thìn Tuất Sửu Mùi. Xét theo phương pháp này thì 10 người dùng chỉ có vài người đúng. Mời các bạn xem chi tiết dụng thần tuổi Giáp Tuất theo 12 tháng sinh. Cách thứ hai, mức độ chính xác hơn 80-90% vì tra theo dụng thần bát tự tứ trụ. Muốn chính xác cao hơn phải có cả ngày giờ sinh giới tính. Tháng sinh có mức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung sau đây chia thành 12 nhóm, mô tả chi tiết theo từng cụm nhỏ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Nhóm 1, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Bính Dần, từ 10 tháng 2 năm 94 đến 11 tháng 3 dương lịch. Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa, Bính Dần thuộc mộc hỏa, Dần Tuất hợp hỏa, lá số có tính hỏa vượng. Người có tính hỏa vượng tính tình nóng nảy, đầy lòng nhiệt thành, đôi khi nóng giận khó kiềm chế. Dần mộc là một trong tứ trường sinh, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận không thể kiềm chế lại. Dần có tính quân tử nghĩa hiệp. Hiện tại thời vận từ 26 cho đến 31 tuổi của mệnh nam không đẹp. Qua 33 tuổi thời vận có phần tốt hơn vì có kim. Ngược lại, thời vận hiện tại của mệnh nữ khá là tốt, đang ở vận có thủy. Những người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Giáp Ất hoặc là Bính Đinh Mậu Kỷ trong khoảng thời gian này thường là mệnh tốt. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Tân hoặc thuộc Canh có mật mã quý nhân, cả đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Bính có sao Hồng Diễm là người có nhu cầu tình dục cao. Giáp Tuất sinh từ 10 tháng 2 cho đến 18 tháng 2 dương lịch, tiết khí lập xuân, dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai cần phải có ngày sinh cụ thể mới xác định. Giáp Tuất sinh từ 19 tháng 2 cho đến 11 tháng 3 dương lịch, vào các tiết khí Vũ Thủy và Kinh Trập, dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất không nên dùng nhiều kim. Giờ thần tức là giờ tốt cho mệnh thiếu kim vào buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Dụng theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải biến tốt nhất vẫn cần tu tâm dưỡng tánh và làm việc thiện. Nhóm 2, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Đinh Mão, sinh từ 12 tháng 3 cho đến 10 tháng 4 dương lịch. Chữ Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa, chữ Đinh Mão thuộc hỏa và mộc. Mão Tuất hợp hỏa, lá số vẫn có tính hỏa dày. Sinh mùa mộc vượng, đa phần thời điểm này mộc quản là người kỵ mộc. Lá số mộc vượng đại diện cho người quân tử lẫn háo thắng.
Mão Mộc tượng trưng cho sức mạnh của Mộc, tính khí cực đoan, người mạnh mẽ, khi phát giận dễ phát cuồng, không thể kềm chế nổi, có tính quân tử, bảo vệ gia đình và nhiều hoài bão. Mộc vượng, các bệnh liên đới bao gồm phổi, cúm, gan, chân tay, lông tóc, móng đều mọc. Tuổi Giáp Tuất sinh tháng Mão là người có sao hàm trì, chủ về người đào hoa, tướng mạo ưa nhìn, thông minh, lãng mạn, có duyên gặp gỡ nhiều người. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Giáp Tuất, bính đinh, trong khoảng thời gian này thường là mệnh tốt. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Nhâm hoặc thuộc Quý là người có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Hiện tại từ 26 đến 31 tuổi, thời vận của mệnh nam không đẹp. Giai đoạn 28 đến 30 nhiều trở ngại vì hành vận ngọ hỏa. Với mệnh nữ đang ở giai đoạn nhiều sóng gió, sau 30 thời vận khá hơn vì hành vận có thủy. Giáp Tuất sinh từ 12 tháng 3 cho đến 10 tháng 4 dương lịch, vào các tiết khí Kinh Chập, Xuân Phân và Thanh Minh là các tiết khí do Mộc quản. Người kỵ Mộc nên làm gọn râu, lông, tóc, móng và không nên nuôi mèo. Dụng thần đầu tiên là Kim, dụng thần thứ hai là Thủy. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất không nên dùng nhiều kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ hoặc giờ buổi tối là giờ của Thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc đều là kim, giúp gia tăng vận tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt. Cải biến tốt nhất vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Nhóm 3, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Mậu Thìn, sinh từ 11 tháng 4 cho đến 10 tháng 5 dương lịch. Tháng sinh Thìn Thổ tương tự như Tuất là hai trong tứ khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Bản tính của Thìn cả đời vô cùng biến hóa, thích nghi cao, thường là mệnh tốt, tốt hơn những mệnh khác. Thời vận từ 26 cho đến 31 tuổi của mệnh nam và nữ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng kèm theo nhiều trở ngại, nhiều phát sinh lặt vặt, dễ phạm thị phi, sức khỏe không tốt. Năm Tuất Thổ, tháng Thìn Thổ, thiên can thuộc Mậu cũng là Thổ. Thổ dây đại diện cho người thành thật, bao dung, hiếu thuận. Nếu quá vượng hoặc gặp đại vận có thêm Thổ, biến thành người kém sáng suốt, tâm bất an. Thổ dây là người thiếu ngăn nắp nhưng vô cùng hiếu thuận. Người sinh mùa này thường là kỵ Mộc và kỵ Thổ. Người kỵ Mộc nên biết không nên để râu, lông, tóc, móng dài và không nên nuôi mèo. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Mậu Kỷ hoặc là Canh Tân trong khoảng thời gian này thường là mệnh tốt hơn. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Nhâm và Quý, cuộc đời nhiều vất vả hơn. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Mậu Kỷ là người có sao Hồng Diễm, mật mã trắc trở đường tình cảm. Giáp Tuất sinh từ 11 tháng 4 cho đến 19 tháng 4 dương lịch, tiết khí Thanh Minh, dụng thần đầu tiên là Kim, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể mới biết chính xác. Giáp Tuất sinh từ 20 tháng 4 cho đến 10 tháng 5 dương lịch, tiết khí Cốc Vũ và Lập Hạ, dụng thần đầu tiên là Thủy, dụng thần thứ hai là Kim, dụng thần tức là ngũ hành khuyết. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim từ 15 đến 19 giờ hoặc giờ buổi tối khuya là giờ của Thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc, giúp gia tăng vận tốt. Phong thủy của ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc.
ứng dụng theo mệnh khuyết giảm xấu tăng tốt. Cải biến tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh và làm nhiều việc thiện. Nhóm 4, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Kỷ Tỵ, sinh từ 11 tháng 5 cho đến 8 tháng 6 dương lịch. Thời vận từ 26 cho đến 31 tuổi. Của mệnh nữ sinh tháng này hiện tại không suôn sẻ, tính tình dễ nóng giận, tâm khó an. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh tân nhâm quý càng vất vả hơn, dễ phạm thị phi. Ngược lại, thời vận của mệnh nam sinh vào khoảng thời gian này hiện tại khá tốt. Họ đang ở sao? Họ đang có sao dịch mã, dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Nếu Tuất đại diện cho người nhiệt thành, háo thắng ngầm thì sinh tháng Tỵ có phần kiêu căng. Tỵ hỏa là người rất biến hóa khôn lường, thích hướng ngoại, giao tiếp giỏi. Nhóm người sinh vào khoảng thời gian này thường là hỏa vượng và thủy suy. Hỏa vượng tức là người kỵ hỏa, không nên nuôi chó, không nên sử dụng màu đỏ, tím, vàng, hồng. Người hỏa vượng sắc da thường không đẹp. Hỏa vượng là người đầy nhiệt huyết, hoạt động không nghỉ ngơi. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 11 tháng 5 cho đến 8 tháng 6 dương lịch, vào tiết khí lập hạ tiểu mãn và mang chủng. Mùa này hỏa vượng, tháng Tỵ cũng là hỏa, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm vận may. Giờ tốt trong ngày cho mệnh khí thủy là buổi tối khuya, càng về khuya càng nhiều tinh thần. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết giảm xấu tăng tốt. Cải biến lâu dài vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và có lòng giúp người. Nhóm 5, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Canh Ngọ, từ 9 tháng 6 cho đến 8 tháng 7 dương lịch. Nếu Tuất đại diện cho ham mê công việc, trọng gia đình thì sinh tháng Ngọ sẽ giảm vài phần đó, nhưng vẫn nóng tính. Ngọ hỏa khi giận dữ không thể kiềm chế, là người theo chủ nghĩa cực đoan, dữ dội như lửa thiêu. Ngọ Tuất hợp hỏa, lá số có tính hỏa vượng và dày, là người tràn đầy năng lượng, hoạt động không nghỉ ngơi, nóng giận không thể kiềm chế. Vì thế hãy tập ngồi thiền giúp giảm nóng tính. Người hỏa vượng sắc da thường không đẹp, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, tránh để có tàn nhang. Hỏa vượng các bệnh thường gặp như tiết niệu, đường ruột hoặc phần đầu, huyết dịch và mắt. Tuổi Ngọ sinh tháng Tuất là người có khả năng thăng tiến tốt trong công việc vì có sao tướng tinh. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh hoặc thuộc giáp sẽ có mật mã hồng diễm, là mật mã trắc trở đường tình duyên. Thời vận từ 26 đến 31 của mệnh nữ sinh tháng Ngọ này hiện tại khó khăn, nhiều trở ngại, tính tình dễ nóng giận, tâm khó an vì đang hành đại vận thuộc mộc hỏa. Mệnh nữ hiện tại đang có sao Hàm Trì, là sao đào hoa gặp gỡ nhân duyên ăn nói hoặc kết hôn. Ngược lại, thời vận của mệnh nam sinh tháng Ngọ này hiện tại khá hơn vì đại vận đang có kim thủy là dụng thần. Vận sao 34 tuổi của họ sẽ có nhiều trở ngại về sức khỏe lẫn thị phi. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 9 tháng 6 cho đến 8 tháng 7 dương lịch, vào các tiết khí mang chủng hạ chí và tiểu thử, là các tiết khí nóng do mùa hè hỏa vượng, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối khuya, càng về khuya càng có tinh thần. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm phần may mắn.
ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vận tốt. Nhưng phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải vận, cải biến tốt nhất vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và làm nhiều việc thiện. Nhóm 6, tuổi Giáp Tuất, sinh tháng Tân Mùi, từ 9 tháng 7 cho đến 6 tháng 8 dương lịch. Năm sinh Giáp Tuất, sinh tháng Tân Mùi, thời điểm này thổ hỏa quản, là mệnh kỵ thổ hỏa. Nếu năm Tuất thiên về lầm lì lẫn kiên trì thì sinh tháng Mùi chủ về người nội tâm, tốt tính lẫn lầm lì. Mùi và Tuất đều đại diện cho khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Năm sinh Tuất thổ, tháng sinh Mùi thổ, thổ dày đại diện cho người thành thật, bao dung. Nếu quá vượng hoặc gặp đại vận có thổ, tất biến thành người kém sáng suốt, tâm bất an, lo nghĩ nhiều. Thổ dày là người thiếu ngăn nắp nhưng lại hiếu thuận và thật thà. Người sinh nhóm này thường là kỵ hỏa thổ, không nên nuôi chó, kỵ màu đỏ tím cam hồng. Năm Tuất sinh tháng Mùi là người có sao quả tú, mật mã dễ làm việc cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc đinh sẽ có cả mật mã hồng diễm, mật mã trắc trở đường tình cảm. Thời vận từ 26 đến 31 tuổi của mệnh nam sinh tháng Mùi này hiện tại nhiều trở ngại. Trở ngại về sức khỏe và thị phi, vận đang hành phạm thuộc ngâm. Hiện tại đang có sao hoa cái, chủ về tài hoa, nhiều sáng tạo. Thời vận từ 26 đến 31 tuổi của mệnh nữ sinh tháng Mùi này xét riêng về tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng tinh thần dễ buồn phiền, dễ phạm thị phi, sức khỏe không tốt. Giáp Tuất sinh từ 9 tháng 7 cho đến 22 tháng 7 dương lịch vào tiết khí Tiểu Thử, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 23 tháng 7 cho đến 6 tháng 8 dương lịch vào tiết khí Đại Thử, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Nếu cần mộc thì nên tận dụng vào giờ buổi sáng sớm. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt. Nhưng các bạn nên biết, phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Nhóm 7, tuổi Giáp Tuất, sinh tháng Nhâm Thân, từ 7 tháng 8 cho đến 5 tháng 9 dương lịch. Nếu Tuất đại diện cho người kiên trì thì sinh tháng Thân có phần dễ thay đổi. Thân kim là nhóm người biến hóa khôn lường, có thêm tính kiêu căng, thích hướng ngoại, giao tiếp giỏi. Thân Tuất hợp kim, lá số có tính kim vượng. Năm Tuất sinh tháng Thân là người có sao dịch mã, cuộc đời dễ biến động, dễ đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất sẽ có sao hồng diễm, là mật mã trắc trở đường tình cảm. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Bính sẽ có sao văn xương, là người thông minh sáng dạ. Thời vận từ 27 đến 32 tuổi của mệnh nữ sinh tháng Thân này hiện tại ở mức trung, nhưng tính tình lại dễ nóng nảy, tâm khó an. Mệnh nữ đang có sao hàm trì, là sao đào hoa, gặp gỡ nhân duyên ăn nói hoặc kết hôn. Thời vận từ 27 đến 32 tuổi của mệnh nam sinh tháng Thân này hiện tại khá tốt, vì đại vận có mộc, mộc là dụng thần của họ. Mệnh nam đang hành vận có sao dịch mã, dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 7 tháng 8 cho đến 12 tháng 8 dương lịch vào tiết khí Đại Thử và Lập Thu, dụng thần đầu tiên là thủy,
dụng thần thứ hai là Mộc. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 13 tháng 8 cho đến 5 tháng 9 dương lịch, vào tiết khí lập thu và xử thử. Dụng thần đầu tiên là Mộc, dụng thần thứ hai là Hỏa. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm, không nên dùng nhiều hỏa. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vận tốt. Nhưng các bạn nên biết, cải vận tốt nhất vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và làm nhiều việc thiện. Nhóm 8, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Quý Dậu, sinh từ 6 tháng 9 cho đến 4 tháng 10 dương lịch. Nếu Tuất đại diện cho người kiên trì, người trọng gia đình thì sinh tháng Dậu gia tăng thêm phần trọng gia đình. Đôi khi họ bên vực người thân một cách thái quá. Dậu kim tượng trưng cho sức mạnh của kim, vô cùng tinh khiết. Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc. Tuổi Tuất sinh tháng Dậu, Tuất Dậu hợp kim, kim cường vượng, tức là người kỵ kim. Không nên đeo nhiều vàng bạc đá quý, không nên dùng màu trắng xám. Kim vượng là người giàu lòng trượng nghĩa, có thể dẫn đến phần kiêu ngạo, lời nói hành động dễ gây sát thương với người khác. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc tân hoặc thuộc canh, sẽ có mật mã hồng diễm là mật mã trắc trở đường tình duyên. Ngoài ra đại diện cho người có nhu cầu tình dục mạnh mẽ. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc bính hoặc thuộc đinh, sẽ có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 6 tháng 9 cho đến 4 tháng 10 dương lịch, vào các tiết khí bạch lộ và thu phân. Mệnh kỵ kim thiếu mộc, dụng thần đầu tiên phải là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa, dụng thần là ngũ hành khuyết. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm, không nên dùng nhiều hỏa. Thời vận từ 27 đến 32 tuổi của mệnh nam và nữ sinh vào khoảng thời gian này hiện tại khá tốt, vì đại vận có hỏa là dụng thần. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam, thêm phần may mắn. Giờ tốt trong ngày, mệnh thiếu mộc vào buổi sáng sớm, cho mệnh thiếu hỏa vào buổi trưa. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt. Nhưng các bạn nên biết, phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh và giúp người. Nhóm 9, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Giáp Tuất, sinh từ 5 tháng 10 cho đến 2 tháng 11 dương lịch. Lá số xuất hiện hai chữ Tuất. Hai chữ Tuất thổ là một trong tứ khố, có cả hai khố đại diện cho đất đai nhà cửa, là nhóm người có máu kinh doanh, có khiếu kinh doanh, rất trọng gia đình. Năm Tuất sinh tháng Tuất là người có sao hoa cái, mật mã tài hoa, thông minh. Mệnh nữ có sao hoa cái, tính tình mạnh mẽ, dễ dẫn đến cô đơn. Người lá số thổ dày hoặc gặp thêm đại vận có thổ, tinh thần kém sáng suốt, tâm dễ bất an, lo nghĩ nhiều. Thổ dày là người đôi khi thiếu ngăn nắp nhưng hiếu thuận, thật thà, bao dung. Người sinh nhóm này thường kỵ hỏa thổ, không nên nuôi chó và kỵ màu đỏ, tím, vàng, cam. Thời vận từ 27 đến 32 tuổi của mệnh nữ sinh tháng này xét riêng về tài lộc khá là tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng dễ phạm thị phi, sức khỏe không tốt, đặc biệt là tâm trạng nhiều buồn phiền, dễ xung đột với đối tượng chặt tuổi. Nhóm sinh tháng này có hai nhóm dụng thần. Giáp Tuất sinh từ 5 tháng 10 cho đến 22 tháng 10 dương lịch, vào tiết khí thu phân và hàng lộ. Dụng thần đầu tiên là mộc,
dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Tiếp theo, Giáp Tuất sinh từ 23 tháng 10 cho đến 2 tháng 11. Vào tiết khí xương gián, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là giờ sáng sớm, giờ trưa là của hỏa, giờ tối khuya là giờ của thủy. Nếu cần mộc, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam, giúp thêm phần may mắn. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc, ứng dụng theo mệnh khuyết giảm xấu tăng tốt. Nhưng các bạn nên biết, trên tất cả, cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh, bố thí và giúp người. Nhóm 10, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Ất Hợi, từ 3 tháng 11 cho đến 2 tháng 12 dương lịch. Năm sinh Tuất đại diện cho kiên trì, thì sinh tháng Hợi có phần thiếu quyết đoán. Tháng Hợi thủy là nhóm người hiền lành, ít phân tranh nhưng lại cọc tính. Nhóm sinh tháng này đa phần dư thủy, tức kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương lẫn màu đen. Thủy vượng chủ thông minh, rất là chu đáo tận tình, nhưng lại xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Trên hai người sinh vào mùa cuối năm ở cùng một ngôi nhà, dễ có hiện tượng ẩm thấp, rỉ nước hoặc ngập lụt. Năm Tuất sinh tháng Hợi là người có sao cô thần, mộc mã làm việc cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Năm Tuất sinh tháng Hợi là nhóm người có sao Thiên Y, có khả năng làm thầy về giảng dạy. Với ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Bính hoặc Đinh sẽ có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Thời vận từ 25 đến 34 tuổi của mệnh nữ sinh tháng Hợi này nhiều trở ngại phát sinh, không theo ý muốn, đang ở đại vận thuộc thủy, thủy nhiều khó giữ được tiền. Họ còn có sao Dịch Mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc. Ngược lại, thời vận của mệnh nam trong 5 năm này sinh tháng Hợi khá là tốt, vẫn có mộc hỏa, nhiều cơ hội trong công việc. Nhóm sinh này có hai dụng thần. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 3 tháng 11 cho đến 11 tháng 11 dương lịch, vào tiết khí xương gián và lập đông, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 12 tháng 11 cho đến 2 tháng 12, vào các tiết khí lập đông và tiểu tuyết, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Với người cần mộc nên dùng nhiều màu xanh lá, cây cối là mộc, đồ gỗ là mộc, bàn làm việc nên có màu ấm hoặc là tượng hổ mèo. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ tốt cho mệnh thiếu hỏa là buổi trưa từ 11 đến 15 giờ. Mỗi ngày thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông nam. Ứng dụng theo mệnh khuyết giảm xấu tăng tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc, nhưng trên tất cả, cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh, bố thí và giúp người. Nhóm 11, tuổi Giáp Tuất sinh tháng Bính Tý, từ 3 tháng 12 cho đến 31 tháng 12 năm 94 dương lịch. Thời vận từ 28 đến 33 tuổi của mệnh nữ sinh tháng Tý rất nhiều biến động, phát sinh chuyện lặt vặt vì đang ở vận rất nhiều kim thủy. Thủy nhiều làm khó giữ được tiền. Họ đang có sao Dịch Mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc. Với mệnh nam ngược lại khá tốt, vẫn đang có mộc hỏa, nhiều cơ hội trong công việc. Từ 28 đến 30 hành vận khá tốt, sau 31 có nhiều trở ngại nhất định. Năm sinh Giáp Tuất sinh tháng Bính Tý là nhóm người có mộc mã đứng đầu. Mệnh này thủy vượng hỏa suy. Nếu sinh năm Tuất
đại diện cho háo thắng ngầm. Người trọng gia đình thì sinh tháng Tý sẽ gia tăng thêm những phần đó. Tý Thủy đại diện cho sức mạnh của Thủy, rất là ngạo mạn, cố chấp, khó khuất phục. Thủy Vượng là người thông minh, tận tình nhưng xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Nếu một ngôi nhà có trên hai người sinh mùa cuối năm dư thủy ở thì có những hiện tượng ẩm thấp, rỉ nước xuất hiện. Nhóm sinh tháng này đa phần kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương hoặc đen, nhà ở không nên có nhiều gương. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm hoặc thuộc canh sẽ có mật mã hồng diễm, là mật mã trắc trở đường tình cảm. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất hoặc thuộc kỷ là người có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 3 tháng 12 cho đến 31 tháng 12 năm 94 dương lịch vào các tiết khí tiểu tuyết, đại tuyết và đông chí, thời điểm này thủy vượng kỵ thủy. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Trừ ai sinh mệnh ngày nhâm không nên dùng nhiều hỏa. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam, thêm phần may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là buổi trưa, giờ của mộc là buổi sáng sớm. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu, tăng tốt. Nhưng các bạn nên biết, phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh, bố thí và giúp người. Nhóm 12 tuổi Giáp Tuất sinh tháng Đinh Sửu từ 1 tháng 1 năm 95 cho đến 30 tháng 1 năm 95 dương lịch. Thời vận từ 25 đến 34 tuổi của mệnh nam sinh tháng Sửu, nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng cũng nhiều biến động, dễ phát sinh những chuyện lặt vặt vì vận thần xung với năm Tuất. Với mệnh nữ, thời vận từ 28 đến 30 tuổi phạm phục ngâm, dễ phạm thị phi, sức khỏe không tốt, khả năng kiếm tiền ở mức khá. Mệnh nữ đang có sao hoa cái, nhiều sáng tạo, cá tính mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Năm sinh Tuất sinh tháng Sửu, mùa này tiết khí bắt đầu lạnh, chuyển dần qua mùa xuân. Nếu năm Tuất có phần lầm lì, sinh tháng Sửu càng lầm lì hơn. Người thiên về nội tâm, đa số cọc tính. Sửu thổ và Tuất thổ đại diện cho đất đai, nhà cửa, bao dung hiếu thuận. Thổ dày gặp đại vận có thêm thổ, người kém sáng suốt, tâm bất an, lo nghĩ nhiều. Thổ dày bao dung hiếu thuận, thật thà nhưng thiếu ngăn nắp. Tuổi Giáp Tuất sinh từ 1 tháng 1 năm 95 cho đến 19 tháng 1 năm 95 dương lịch vào tiết khí đông chí và tiểu hàn. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm không nên dùng nhiều hỏa. Giáp Tuất sinh từ 20 tháng 1 năm 95 đến 30 tháng 1 năm 95 dương lịch vào tiết khí đại hàn. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể mới tra được. Giờ tốt cho mệnh thiếu hỏa là giờ buổi trưa từ 11 cho đến 15 giờ. Giờ buổi sáng thuộc mộc. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam, thêm phần may mắn. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt. Nhưng các bạn nên biết, cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh, bố thí và giúp người. Tuổi Giáp Tuất muốn đạt được thành tựu cần sự điềm tĩnh, giảm háo thắng, giữ nguyên lòng kiên nhẫn, giữ nguyên lòng kiên trì sẵn có và giúp người. Muốn tâm an tịnh, hãy tập ngồi thiền. Tập ngồi thiền là cách tu tâm dưỡng tánh. Tâm an tịnh là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Giáp Tuất theo 12 tháng sinh.
kết hợp năm sinh và tháng sinh, mức độ chính xác khá là cao. Nếu biết thêm ngày giờ sinh, có thể xét toàn diện một lá số. Biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem phần mô tả chi tiết theo từng loại ngũ hành để ứng dụng. Xem mệnh biết mệnh mới có cơ hội cải mệnh. Ngày tháng năm mỗi người sinh ra là một mật mã của cuộc đời. Nếu muốn cải biến từ xấu qua tốt vẫn có thể. Nếu dụng phong thủy có thể thay đổi được đôi phần. Nhưng phương pháp cải biến tốt nhất tu tập và bố thí tích phước đức, bố thí công đức, bố thí lời nói, bố thí tiền của. Dành thời gian tu tâm dưỡng tánh, các vị sẽ phát hiện khi tâm an tịnh là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.